Cái dây chằng này của mình đã bị từ rất là lâu rồi, bắt đầu từ những năm 2000 khi mà mình có bị một cái tai nạn giao thông. Tại thời điểm đó thì các bác sĩ ở bệnh viện 108 có đưa ra cái giải pháp rất đơn giản, đó là chỉ bó định vị và để hy vọng cái dây chằng nó được và tái tạo trở lại. Tuy nhiên thì trong suốt cái thời gian đó thì cơ bản là cái dây chằng nó không đủ khỏe và cái chân phải của mình luôn luôn nó yếu hơn một chút so với cái chân trái. Gần đây nhất thì mình có chơi vui chơi với con gái của mình một chút, và trong một cái động tác nó không chuẩn, mình tiếp đất, nó dẫn đến nó đứt lại cái dây chằng cũ và khiến cho mình gần như không thể sử dụng cái chân phải để trong cái sinh hoạt bình thường. Khi mình nó quá đau thì mình bắt đầu đi vào khám ở khoa ngoại, và sau khi chụp CT cắt lớp thì đã đưa ra một cái giải pháp là buộc phải thay thế và xử lý luôn cái dây chằng vì nó đã bị tổn thương rất nhiều. Thì bác sĩ Trần Anh Vũ nhìn qua phim chụp và trao đổi với mình nhận thấy toàn bộ những dấu hiệu, những cái biểu hiện mà bác sĩ Trần Anh Vũ nói rằng mình đang gặp phải nó đều là đúng. Và mình từ đó là mình cảm nhận được cái mức độ là tin cậy. Và mình quyết định là thế thì em muốn đặt cái lịch để anh xử lý gấp. Trong chúng ta thám sát chúng ta thấy là bệnh nhân bị đứt sợi dây chằng trước nè, đứt rất rõ ha. Cái phần này là phần cái nhánh còn lại của sợi dây chằng thôi, và này mất mất từ cái góc này lên góc đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành là cấy một thêm một sợi dây chằng nhân tạo từ đây đến đây, và không có cắt bỏ tất cả những gì còn lại của bệnh nhân, bởi vì phần này sẽ dính vô cái phần dây chằng nhân tạo và hình thành nên sợi dây chằng mới. Đây, bệnh nhân đứt rất rõ ha. Ok rồi, cút tiến hành. Thì điểm mới ở trong cái cuộc mổ này là gì? Chúng ta vẫn sử dụng dây chằng nhân tạo để tái tạo dây chằng cho bệnh nhân, mà cộng thêm đó chúng ta sẽ ngâm cái sợi dây chằng nhân tạo đó với dung dịch collagen thủy phân. Thì đây là một bước đột phá trong cái quá trình mổ và hoàn thiện sợi dây chằng nhân tạo cho bệnh nhân. Khi chúng ta phủ một lớp collagen lên cái sợi dây chằng nhân tạo đó, thì khi mà cấy vào người cơ thể của bệnh nhân thì cơ thể sẽ tiết ra những cái tín hiệu và nhận biết là cái sợi dây chằng đó giống như là sợi dây chằng bình thường, và từ đó mọc những mô sơ lên bao phủ của sợi dây chằng nhân tạo và hình thành sợi dây chằng mới. Khi là khi cơ thể chúng ta mà tiếp xúc với vật lạ từng có xu hướng bị đào thải và bị kích ứng, nhưng mà với phương pháp là ngâm với collagen thủy phân á, thì chúng ta phủ lên đây một lớp collagen, thì lúc đó cơ thể sẽ nhận biết cái cộng nhân nhân tạo này giống như cộng nhân bình thường của cơ thể, và từ đó sẽ mọc cái mô sơ lên xung quanh này để hình thành nên sợi dây chằng mới. Cái đây là sợi dây chằng nhân tạo mình đã cấy vào cơ thể bệnh nhân, và bệnh nhân mình kiểm tra là độ vững nó vẫn còn chắc lắm ha, rất là chắc ha. Ok, cuộc mổ đã hoàn thành một cách thành công trong 35 phút ha. Và cái cuộc mổ này chúng ta vẫn giữ được hai cái góc của sợi dây chằng nằm ở đây, nghĩa là trong cuộc mổ chúng ta không có tổn thương gì thêm cho bệnh nhân, chúng ta chỉ cấy thêm một sợi dây chằng cho bệnh nhân đi vững hơn. Thì cái quy trình mới trong mổ tái tạo dây chằng nhân tạo cho bệnh nhân á, chúng tôi sẽ thêm một cái bước nữa là bước ngâm sợi dây chằng nhân tạo vào với lại collagen thủy phân. Điều này giảm đi cái quá trình mà đào thải hoặc là kích ứng cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân hồi phục sớm hơn, từ đó mọc lên các mô sơ từ hai góc bám lên một cách nhanh chóng để giúp cho sợi dây chằng mới nó được tái tạo một cách nhanh chóng và hoàn thiện hơn. Điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất là ngay sau khi mổ một ngày, mình hoàn toàn có thể tự đứng và không sử dụng bằng nạng gỗ, chỉ cần vịn nhẹ một chút vào các cái bức tường là mình có thể tự điều chỉnh các bước chân của mình, bắt đầu tập đi. So với những trường hợp mà bạn bè, những người khác chia sẻ thì đây là một cái tiến triển rất là nhanh. Và quá trình tập đi đấy của mình nó chỉ gây ra một số cái trở ngại nho nhỏ về việc đau tức cái bắp chân, chứ cái vết mổ
và các cái vị trí mà được đấu nối về cái cơ ấy, thì mình cảm thấy nó khá ổn, không gây ra những cái điều nó đau mỏi quá mức. Đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ Trần Anh Vũ. Tiếp đến là để cảm ơn đến anh em các bác sĩ trong cái khoa ngoại, đặc biệt là bác sĩ Ban cũng như là các đội ngũ y tá chăm sóc mình trong mấy hôm vừa qua. Cảm ơn mọi người ở bên Tâm Anh.